chim tức rủ nhau làm tổ, hạc bay về xây tổ ngọn cao. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày vui mừng và hạnh phúc, ngày lịch sử của anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Thành và chị Anna Đặng Thị Ngọc Hoa. Anh chị sẽ cử hành bí tích hôn phối trong thánh lễ trọng thể này. Sách Diễm Ca viết: ai đem hết gia tài, sản nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ. Tình yêu hôn nhân là tình yêu cao đẹp nhất. Chính vì tình yêu mà anh chị đã rời bỏ cha mẹ và gia đình với biết bao kỷ niệm thân quen để cùng nhau xây dựng tổ ấm cho chính mình. Tình yêu hôn nhân là tình yêu trao hiến cho tự do và vô điều kiện. Trao hiến là cho không, là cho đi tất cả, cho vĩnh viễn. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly. Thật là đẹp và ý nghĩa, lời cam kết này đã liên kết và đóng dấu ấn cho anh chị, khiến cho anh chị từ nay trở đi tuy hai là một. Ơn gọi hôn nhân sẽ gắn bó và yêu thương nhau, khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, khi xuân sắc còn mặn mà cũng như khi vẻ đẹp đã tàn phai. Vượt qua ngàn chông gai gian khó, kể từ lần gặp đầu tiên ấy, anh chị đã chọn thay đổi mình để nguyện ước trở thành của nhau. Anh chị đã đến xin Thiên Chúa là nguồn tình yêu đích thực hướng dẫn và chứng giám cho tình yêu của anh chị dành cho nhau. Hôm nay anh chị sẽ cử hành bí tích hôn phối tại ngôi thánh đường này để minh chứng cho tình yêu lớn lao của anh chị, cho ước muốn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời trong ân sủng của Thiên Chúa. Dâng thánh lễ hôm nay cùng với anh chị, bạn bè và bà con hai họ, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì biết bao ân phúc mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên anh chị và các gia đình hai họ. Chúng ta cũng hiệp ý nguyện ước cho anh chị luôn được phúc lành của Thiên Chúa gìn giữ và được nên như những gia đình được tán dương trong sách thánh. Gia đình họ phú túc giàu sang, đức công chính tồn tại đến muôn đời. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng và hướng về phía chủ tế để cùng đôi bạn dâng hy lễ tạ ơn. Yeah.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta cùng nhau sum vầy bên anh Vinh Sơn, Nguyễn Đức Thành và chị Anna Đặng Thị Ngọc Hoa. Đối với hai bạn trẻ, hôm nay là ngày đặc biệt của các bạn. Chúng ta là những người thân. Này xin Chúa chúc phúc cho tình yêu phu phụ của hai bạn trẻ. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi chúng ta, để sứ mạng làm cha làm mẹ được triển nở nơi anh chị. Và nhờ thế mọi người nhận biết trong tình yêu hôn nhân sự hiện diện của Chúa trong thế gian này. Những bài lời Chúa hôm nay giúp cho mọi chúng ta lắng nghe để thực hành ý của Chúa trên cuộc đời của mình. Xin cho anh Thành và chị Hoa biết lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống vợ chồng của mình. Giờ đây chúng ta cùng thống hối để lời tạ ơn nguyện xin của chúng ta xứng đáng trước nhan thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mãi đàng, vì vậy tôi ri trọn đời đồng trên các thiên thần, các thánh và anh chị em, không cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời. Đó. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Giang sinh thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, chỉ nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa cha, xin thương xót chúng con.
Ghi lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đồ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là ánh vinh sơn nguyện Đức Thần và Chi Anna Đăng Thi Ngọc Hoa, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: Nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân một xác. Đó là lời Chúa. Con cái
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình. Như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa vinh. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hai họ của anh Thành và chị Hoa, hôm nay chúng ta trở nên gia đình. Trong vài phút ngắn ngủi, chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa trong ngày đặc biệt của anh chị Thành và Hoa. Điều thứ nhất, chúng ta nói với nhau về cái mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Bài đọc thứ nhất: vì thế người đàn ông đã lìa bỏ cha mẹ mình để kết hôn với người nữ.
Và ngay từ đầu, người phụ nữ đã được làm bởi đàn ông. Người đàn bà vì được làm bởi đàn ông, cho nên cả hai là một với nhau. Cái mầu nhiệm này, Thiên Chúa, khi mà chúng ta nói con người là có nam, có nữ. Cái mầu nhiệm này hôm nay anh chị được bước vào để sống sự liên đới giữa Hội Thánh và Đức Kitô. Bài đọc thứ hai, tôi muốn nói cho anh chị em mầu nhiệm này thật lớn lao. Tình yêu phu phụ, tình yêu hôn nhân để diễn tả cái mầu nhiệm Chúa Giêsu và Hội Thánh. Đấy là bí tích mà chúng con phải ý thức, mầu nhiệm là như vậy. Chứ còn không thể sống một kiểu bình thường như bao đôi hôn nhân không có ý thức chuyện này. Vậy thì đấy là mầu nhiệm. Không biết trong những ngày này Thành và Hoa có thấy mầu nhiệm không? Thành có bao giờ thấy trời ơi, giữa bao nhiêu người phụ nữ, 4 tỷ người nữ trên thế gian này, tôi chỉ có chọn Hoa. Hoa có bao giờ nghĩ rằng mầu nhiệm lạ lùng thay, 4 tỷ người nam trên thế gian này tôi lại chọn Thành? Nguyên cái chuyện nhỏ đấy thôi. Cho nên qua bài đọc thứ hai rồi đến bài đọc tin mừng, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con. Trong mầu nhiệm này Thành có thể nói với Hoa rằng không phải anh chọn em đâu, cũng không phải em chọn anh đâu, mà Chúa chọn cho chúng ta. Cái mầu nhiệm này thật lớn lao. Mầu nhiệm này là mầu nhiệm tình yêu của Kitô giáo. Để chi vậy? Khi mà chúng ta hiểu được cái mầu nhiệm lớn lao vĩ đại này thì tự nhiên trong đời sống của mình nhất cử nhất động chúng ta làm sáng danh Chúa. Ta gọi là đời sống bí tích là vậy. Vậy thì người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh như thế nào? Không phải ta giỏi, không phải ta ngoan, không phải ta đạo đức mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta đâu. Anh em không biết sao, Thiên Chúa là đấng yêu thương, lòng thương xót của Ngài đã yêu thương chúng ta ngay từ lúc chúng ta còn là tội nhân. Ngay từ lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta rồi. Yêu thương Thành, yêu thương Hoa, phải là tình yêu đấy đấy. Như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh là yêu thương vậy. Không phải Hoa đẹp, không phải Hoa giàu, không phải Hoa khá giả, không phải Hoa đi xe sang mà Thành yêu đâu. Vì anh yêu Hoa, vì Hoa là Hoa, yêu thương tất cả cái không tốt luôn. Đấy mới là tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh là vậy. Vì Hội Thánh là người, là thân mình của Chúa Kitô. Đấy là chuyện thứ nhất mà trong bài đọc thứ hai đã nói cho chúng ta hôm nay áp dụng cho đời sống hôn nhân của chúng con. Như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh như thế nào? Là một tình yêu đi bước trước con ạ. Cha nhắc lại, tình yêu hôn nhân không phải là tình yêu agape, cục đá nắm qua cục chì ném lại, có qua có lại mới tội lòng nhau. Thế gian thiếu gì tình yêu đấy chúng con. Còn chúng con được mời gọi ngay khi tình yêu phải đi bước trước. Thiên Chúa đã chủ động lên kế hoạch để đi từ trời cao xuống con người thế nào, thì đời sống hôn nhân chúng con cũng vậy. Chúng ta sống tình làng nghĩa xóm cũng thế, phải là tình yêu đi bước trước. Khổng Tử nói cái gì chúng con còn nhớ không? Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Những gì các con không muốn người khác làm cho mình cũng đừng làm cho người khác, cũng tốt. Tôbia cũng nói vậy. Nhưng còn Chúa Giêsu nói nào? Những gì các con muốn người khác làm cho mình, hãy chủ động mình làm trước đi. Tình yêu đi bước trước là thế. Hôm nay Chúa Nhật, anh đi cùng em về thăm bà ngoại, thằng Cưu Tèo, chủ động đi về thăm, chủ động đi bước trước là vậy. Hãy hỏi han trước, hãy nở nụ cười trước, hãy thăm viếng trước, hãy nhắn tin hỏi thăm trước. Đừng để người ta giúp mình rồi mình mới giúp lại, thế gian thiếu gì? Bánh ít nắm qua, bánh quy ném lại, đấy là trả ơn, đấy là đổi chác, chứ không phải tình yêu mà Chúa mời gọi chúng con và chúng ta sống đâu.
Vậy thì những gì các con muốn người khác làm cho mình, hãy chủ động làm trước. Tình yêu đi bước trước là vậy nha chúng con. Và cuối cùng, luôn luôn tha thứ. Luôn luôn tha thứ. Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội thì nào có ai đứng vững được trước mặt Chúa. Trên đồi Golgotha năm xưa, lạy Thầy, lạy ông Giê-xu, khi Ngài vào nước của Ngài, xin nhớ đến con cùng. Ngay đêm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng làm một với ta. Tha thứ. Với một cái tấm lòng sám hối, với một tấm lòng nhận lỗi, là phải tha thứ, luôn luôn là tha thứ. Thiên Chúa là đấng quyền năng phép tắc, nhưng Ngài thua con người ở chỗ nếu con người thật lòng sám hối ăn năn, Ngài tha thứ. Vậy thì cha nghĩ cái nguyên tắc của tình yêu Thiên Chúa đối với hội thánh là vậy. Hôn nhân, gia đình, cộng đoàn với nhau, chúng ta cũng phải áp dụng nguyên tắc này, luôn luôn tha thứ. Ăn đời ở kiếp với nhau mà chúng con, làm sao không có những lúc hiểu lầm, thì ngay tức khắc chúng con phải gặp người lớn tuổi, chúng con phải gặp người cố vấn để làm hòa với nhau liền. Và tha thứ. Tha thứ bao nhiêu lần cha? Tha thứ vô biên, không có tính ở đây 70 lần 7 không. Tha thứ vô biên. Tình yêu là luôn luôn tha thứ. Bao lâu mình còn chấp nhất với nhau thì bấy lâu tình yêu sẽ trở nên có một bức tường vô hình chia cắt. Và cuối cùng, cha nhắc lại chúng con học rồi, trong đời sống hôn nhân phải đối thoại với nhau, đối thoại với nhau, nói chuyện với nhau. Cái chuyện đời thường cũng nói, cũng hỏi han để tạo sự tương quan. Nhưng mà đối thoại quan trọng nhất là cái giờ cầu nguyện trước khi đi ngủ của chúng con. Làm việc nhiều, phải đọc kinh để thưa với Chúa. Đọc kinh ít thôi cũng được. Lạy cha, kính mừng sáng danh. Mệt quá, anh mệt quá Hoa ơi, thì em đọc kinh cho anh, em làm dấu cho anh, chúc anh ngủ ngon. Cha muốn nói giờ kinh nguyện trong gia đình chúng con phải giữ. Đấy là giờ đối thoại với Chúa và nói chuyện với nhau. Nếu như mình không giữ được giờ này thì tự nhiên mình không nói chuyện được với nhau. Vậy thì vắn tắt, chúng ta suy niệm về cái mầu nhiệm tình yêu Chúa đặt để trong thế gian này, cái ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và trong đời sống hàng ngày, chúng con phải diễn tả cái mầu nhiệm tình yêu ấy bằng những cái hành động rất đời thường thôi chúng con nè, không có cao xa gì đâu. Đức Thánh Cha Phanxicô Ngài nói, chồng đi làm về, vợ vắt cái khăn, khăn lạnh nè anh, trời ơi, nghi thức tình yêu đó chúng con nè. Đi làm về, dọn cơm, gấp rau muống, chấm nước mắm, bỏ anh ăn đi, nghi thức tình yêu đó chúng con nè. Đức Giáo Hoàng Phanxicô Ngài rất thực tế cho các đôi bạn trẻ là vậy. Để chi vậy? Để làm cho tình yêu phu phụ của chúng con ngày càng triển nở, và con cái của chúng con là hoa quả để nói với thế gian rằng Thiên Chúa yêu thương nhân loại, Ngài ở trong cái nhân loại qua bí tích hôn nhân này. Trong tâm tình đó, mời chúng con tiến lên để chúng ta cử hành nghi thức hôn nhân với chúng con. Kính mời hai người chứng tiến lên. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân. Như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con, vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Vinh Sơn, Nguyễn Đức Thành và chị Anna, Đặng Thị Ngọc Hoa, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có.
Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, các con hãy nắm tay nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Vicente Nguyễn Đức Thành, xin nhận em Anna Đặng Thị Ngọc Hoa làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Anna Đặng Thị Ngọc Hoa nhận anh Vicente Nguyễn Đức Thành làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn ý sự ưng thuận các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Ta. Xin Chúa chúc phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Anna Đặng Thị Ngọc Hoa, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và là lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Anh Vicente Nguyễn Đức Thành, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vâng, với nghi thức diễn nghĩa, hai bạn trẻ trao nhẫn cho nhau. Thành và Hoa đã trở nên vợ chồng trước cộng đoàn và Thiên Chúa. Trong niềm hân hoan, chúng ta một tràng pháo tay chia sẻ niềm vui. Chúc mừng chúng con. Đại diện cho cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, hai bên nội ngoại, Cha chúc chúng con có một đời sống hạnh phúc. Và cái nghi thức chiếc nhẫn mà chúng con vừa trao cho nhau đấy, nhẫn là gì? Nhẫn là kiên nhẫn đấy. Nhẫn, tình yêu của chúng con phải có sự kiên nhẫn như một cái vòng kim loại quý vô biên, không có móc nối. Và tình yêu đấy sẽ triển nở cho đời sống của chúng con. Trong tình yêu, sự kiên nhẫn là cần thiết. Xin Chúa ở với chúng con trong tâm tình đó. Kính mời cộng đoàn đứng để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho đôi tân hôn. Anh chị em rất thân mến, trong chương trình tạo dựng thế giới và loài người, Thiên Chúa đã ban phòng cho những cuộc hôn nhân để lưu truyền nòi giống và chia sẻ tình yêu ba ngôi của Người. Luôn tin tưởng vào ơn Thiên Chúa trợ giúp trong ngày lễ thành hôn hôm nay, chúng ta cùng thiết tha dâng lời khẩn nguyện. Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự nộp mình làm hiến lễ, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và được hồn an sắc mạnh để các ngài hy sinh, tận tụy, dẫn dắt đoàn Thiên Chúa đã trao phó luôn được vững mạnh trong đức tin. Nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Chúng ta dâng lời cầu xin Chúa cho anh Đức Thành và chị Ngọc Hoa trong ngày lễ phân phối này được những ơn lành cần thiết của Chúa, để anh chị trung thành với những lời đã cam kết mà giữ lòng chung thủy và gắn bó trọn đời yêu thương nhau. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho đôi tân hôn hôm nay đã lên nghĩa vợ chồng, biết sống yêu thương, phục vụ lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình công giáo hòa thuận ấm êm. Chúng ta là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cha mẹ
thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của đôi tân hôn, những người đã âm thầm giúp đỡ cách này cách khác cho đôi tân hôn có được ngày hôm nay, cũng được đầy tràn ơn huệ của Chúa mà kiên tâm bền chí bước vào Chúa đến cùng dù có gặp những thử thách gian nan. Lạy Cha là Thiên Chúa, chúng con xin nhầm lời chúng con vừa dâng lời khẩn nguyện và báng ơn trợ giúp để chúng con sống mạnh mẽ căng trường trong ân nghĩa làm con cái Cha, mà làm chứng ta cho tình yêu và lòng thương xót vô biên của Cha ở giữa thế gian này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhầm hy lễ với Thánh Cha để ca tụng tôn vinh dân Chúa và mưu cho chúng ta cùng. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giáo ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con hẹn ước lệ
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tin với Người và đồng thừa tư vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của Người nam và nữ, Chúa cho thay Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ân sủng, để điều mà Bí Tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo bên trời đang đầy vinh hoàng, Chúa hoan hô Chúa trên cả tầng trời, Chúa công đức người đến nhận danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả. Lạy Chúa, Chúa thánh là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nô mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nó vì các con. Lời Chúa Giêsu con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa Giêsu. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh phao vì vậy. Lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Thành và chị Anna Đăng Thị Ngọc Hoa mà Chúa đã dâng đưa tới ngày thần hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xâm đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha có sáng, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đó cũng như trên trời. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn độ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết với nhau bằng giao ước thánh được hòa thuận yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ ta bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dây rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hóa sự phối hợp giữa vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa bao trước bí tích của Đức Kitô là hội thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu được hương phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt tội nguyên tố lần ban án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hương phúc lành của Chúa. Xin đồ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa đây, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Lạy Chúa, xin cho nữ tỳ của Chúa là chị Anna Đặng Thị Ngọc Hoa được ơn biết yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong sách thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người ban đồng hương ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy giờ đấy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó trong đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hiệp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn nhờ sức mạnh tin mừng cùng cô, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắc và cùng nhau khi đạt tới hương già mong ước họ về với Chúa, hương cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc. Chiên Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời vì linh hồn con sẽ đại hóa. Đức Kitô gìn giữ cho con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phôi biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền dẫn Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thằng hữu gìn giữ chúng con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong gia nhà cả con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa thuận với hết mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón nhận các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Xin mời Cha Chủ Tế và Cộng đoàn an tọa. Sau đây, đại diện gia đình sẽ có đôi lời cảm ơn Cha Chủ Tế và Cộng đoàn. Trọng kính Cha Giuse Chính Sứ, quý Cha Phó, Giáo sứ Phaolô, trọng kính Cha Phaolô, Phó Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế. Kính thưa quý Thầy, quý Sơ, quý ông bà trong Hội đồng Mục vụ và toàn thể Cộng đoàn. Hôm nay là ngày vui đặc biệt của hai con Vicente Nguyễn Đức Thành và Anna Đặng Thị Ngọc Hoa, là con của chúng con. Trong tâm tình đó, con xin đại diện cho gia đình có đôi lời tri ân đến quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu độ chúng con trong tình yêu tuyệt vời. Chúa đã dẫn đưa, nâng đỡ tình yêu của các con chúng con. Và hôm nay, qua mẹ Hội Thánh, Chúa chúc lành và ban muôn phúc lành cho sự cam kết của các con chúng con. Chúng con hết lòng tri ân Cha Chánh Sứ Giuse, quý Cha Phó, coi sóc giáo xứ chúng con, đã yêu thương, quan tâm và hết lòng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện chúng con được tổ chức thánh lễ cho hai con chúng con một cách tốt đẹp. Chúng con cũng cảm ơn Cha Phaolô, Phó Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế. Cha đã yêu ái gia đình chúng con cách đặc biệt khi hiện diện trong ngày trọng đại, ngày hạnh phúc của các con chúng con hôm nay. Đặc biệt, Cha đã cử hành thánh lễ hôn phối, đã chứng hôn và chúc phúc lành cho các con của chúng con. Tình yêu thương và sự ân cần của Cha Chính Sứ là dấu chỉ của sự chúc phúc đến từ Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin Cha tiếp tục yêu thương và nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện. Các con của chúng con rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của Cha trong hành trình còn dài và nhiều khó khăn phía trước. Con cũng xin cảm ơn quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế cũng về đây hiệp thông cầu nguyện chúc phúc cho hai con của chúng con. Kính thưa quý Thầy, quý Sư, sự hiện diện của quý Thầy, quý Sư trong thánh lễ hôm nay nói lên tình hiệp thông tốt đẹp của những người con cái Hội Thánh. Hơn nữa, quý Thầy, quý Sơ chính là hậu phương thiêng liêng vững chắc để ân sủng và tình thương Chúa đổ tràn trên gia đình mới này. Chúng con hết lòng tri ân đến quý Thầy, quý Sơ. Xin quý Thầy, quý Sơ luôn nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện và trong thánh lễ hàng ngày. Chúng con cũng xin cảm ơn quý ông bà trong Hội đồng Mục vụ, Phòng Thánh, Ban Lễ Sinh, Ca Đàn Alleluia đã tạo điều kiện dâng lời ca tiếng hát góp phần cho thánh lễ hôm nay được long trọng và sốt sáng. Kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và tràn đầy phúc lộc của Chúa.
Con cũng xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em hai họ và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Không có sự hiện diện của mọi người thì thánh lễ của chúng con không thể có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Quý vị đã yêu thương, đồng hành và động viên gia đình và hai con chúng con rất nhiều. Chúng con không biết nói và đền đáp thế nào cho cân xứng những sự giúp đỡ ấy của quý vị. Chúng con chỉ có thể nguyện xin Chúa qua sự chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, tuân đổ muôn ân sủng, bình an và niềm vui trên quý ông bà, anh chị em và toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, con xin mời quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị về gia đình chúng con cùng chung chia niềm vui với gia đình chúng con. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.